chiến tranh sinh ra cùng kiếp con người hình hài thân thể của người như ta anh em đang sống một nhà bầu trời mặt đất ấy là ở chung tại sao không thể bao dung dùng tình bác ái sống cùng cho vui chiến tranh tắm máu chôn vùi nồi da sáo thịt thì vui thú gì chìm trong khổ nạn sầu bi sao không kết bạn thay vì đánh nhau sao không hỗ trợ lẫn nhau sao không hòa hợp trước sau an lành sao không xử giới sát sanh sao không học đạo thực hành tu tâm sao không từ bỏ lỗi lầm sao không bác ái cho tâm thiện lành sao không thương hại chúng sinh sao không hỷ xả lòng lành bao la sao không học pháp phật đà sao không giác ngộ để mà an vui tại sao cứ phải chôn vùi oan oan tương báo để rồi cùng đau tại sao cứ phải đánh nhau chiến tranh nhân thế thảm sầu thiết tha tranh sành những loài muôn thú ham ăn thường xuyên gây lộn chiến tranh hại hùng tham lam dẫn đến điên khùng tranh sành là thói vô cùng xấu xa loài người cao cấp hơn mà tại sao lại thế thiết tha tranh sành nghiệp nhân quả báo vận hành nhân nào quả ấy tranh sành là sao tham lam sâu xé cấu cào của người ta nở vơ vào bản thân chiến tranh tàn khốc xa gần tương tàn vì lỗi tranh phần của nhau cuộc đời đã khổ còn đau vì lòng hoang dại bấy lâu chưa tàn có khi nước mất nhà tan cũng vì cái thói tranh sành mà ra lòng người là vậy xấu xa vì không nghe pháp phật đà tu tâm cửa thiền thanh tịnh pháp âm dạy cho nhân thế tu tâm thiện lành chớ nên tranh chấp giật giành tham lam thù hận chiến tranh xa lìa sống thì phải biết sẻ chia giúp người giúp lại thì lìa chiến tranh Ngu si loài thú tranh sành loài người có trí thiện lành yêu thương thế gian sẽ bớt chiến trường nếu như nhân thế biết đường tu tâm oan xa vì mình đã hại người ta nên giờ trả quả người ta hại mình oan xa nào tự phát sinh mà do nhân quả của mình đã gieo Đời này oan trái đi theo Làm sao tránh khỏi hiểm nghèo tai ương Cầu xin lễ bái đủ đường Cũng không tránh khỏi nghiệp trường oan xa Khi xưa nghiệp ác gây ra Bây giờ thị nghiệp vậy mà tạo nên Khi xưa thù hận vững bền Bây giờ hỷ xả tạo nên lòng từ. Khi xưa trộm cắp sát sinh, bây giờ bố thí, độ sinh thiện lành. Khi xưa dối trá tà dâm, bây giờ chân thật, tránh tâm chẳng tà. Say xưa nghiện ngập, tránh xa, lắng nghe Phật Pháp, để mà tu tâm. Tu tâm cho hết lỗi lầm, oan xa nhiều kiếp. Tu tâm, đoạn trừ oán oán là oan trái ở đời không ưa mà gặp thời làm khổ nhau oán do oan trái chất chồng đời này đời trước mà không giải hòa xưa mình lỡ hại người ta nay người hại lại sao ta hại người oan oan tương báo nhiều đời Oán mà báo oán oán thời thâm sâu thế gian chìm đắm khổ sầu cũng vì oan trái đối đầu lẫn nhau chiến tranh tàn sát khổ đau nguyên nhân cũng bởi oán sâu ngập trời tâm từ tu tập đúng nơi trải lòng từ mẫn oán thời tiêu tan lấy ân báo oán oán tàn lòng từ tu tập tiêu tan oán thù